chiêng hấp dẫn, mang đầy đủ bản sắc văn hóa, chúng tôi gợi ý cho các bạn 4 tiêu chí đánh giá như sau. Tiêu chí thứ nhất, không gian văn hóa, là không gian sống của buôn làng, gắn liền với nhà rông, nhà dài và không gian của núi rừng với tiếng côn trùng thì thầm, dòng suối róc rách, ánh lửa bập bùng tí tách, gắn liền với âm thanh trầm hùng của cồng chiêng. Càng ít các yếu tố ngoại lai như ánh đèn điện, sàn xi măng, nhà xây chung quanh thì không gian văn hóa này càng được đánh giá cao. Tiêu chí thứ hai là tính cộng đồng. Với đội biểu diễn là một cộng đồng thu nhỏ với già làng là người đánh trống giữ nhịp, các thanh niên trai tráng là người chơi cồng chiêng, các thiếu nữ trong đội múa. Đội biểu diễn càng đông người thì điểm cộng đồng đánh giá càng cao. Ngoài ra, khi biểu diễn, nếu có sự tham gia vô tư của các trẻ em, thanh niên trong làng càng giúp chương trình hào hứng hơn. Tiêu chí thứ ba chính là tính nghệ thuật. Chủ đạo phải là âm thanh mộc của dàn cồng chiêng. Để âm thanh mộc này tạo cảm hứng cho du khách, không cần trình độ và sự nhập tâm của các nghệ nhân mà cần tính kỷ luật và trình độ thưởng thức của du khách. Càng lạm dụng các điệu múa, các loại nhạc cụ và âm thanh hiện đại thì tính nghệ thuật lại càng bị đánh giá thấp. Tiêu chí thứ tư là tính truyền thống, thể hiện qua sắc thái và trang phục của nghệ nhân biểu diễn. Bộ trang phục truyền thống với váy, áo chui đầu, gùi cho phụ nữ và khố cho đàn ông. Riêng gùi là dấu hiệu giúp ta dễ dàng phân biệt các nhóm dân tộc Tây Nguyên. Khi các nghệ nhân đảm bảo dân tộc nào mang đúng gùi của dân tộc đó, sẽ giúp ta nhận dạng các dân tộc khác nhau như Ê Đê, Bà Nà, Chờ Rai, Mần Nông. Các cô gái dân tộc trang điểm càng mộc, điểm truyền thống càng đánh giá cao. Đến với Exotic Việt Nam, du khách có thể tham gia một chương trình cồng chiêng với 2, 3 hay 4 giai đoạn. Giai đoạn thưởng thức, đội cồng chiêng biểu diễn, du khách thưởng thức điệu múa nhịp nhàng của các cô sơn nữ trong âm điệu cồng chiêng. Du khách tránh manh động làm hỏng chương trình biểu diễn, thường có 3 đến 4 bài trong thời gian 30 phút cho giai đoạn này. Giai đoạn tham gia, có sự tham gia của du khách trong chương trình biểu diễn, thông thường phụ họa cùng nhóm múa. Chú ý số lượng du khách tham gia nên bảo đảm tỷ lệ không quá đông, không nhiều hơn số nghệ nhân biểu diễn và giữ trật tự giúp chương trình thành công. Thường có 2 đến 3 bài trong thời gian 30 phút kết hợp cùng với uống rượu cần. Chương trình cồng chiêng phục vụ du khách có thể kết thúc tại đây nếu còn lưu luyến giữa nhóm khách và nhóm biểu diễn. Trường hợp này dành cho du khách lưu đêm tại địa điểm biểu diễn thì sẽ chuyển sang giai đoạn 3. Giai đoạn chia sẻ, ranh giới của người biểu diễn và người thưởng thức mất dần. Nhóm khách và nhóm biểu diễn cùng quây quần bên ánh lửa trình diễn và thưởng thức những bài hát mình yêu thích. Bình rượu cần cạn dần, men say ngấm dần, đêm càng khuya dần, ánh lửa tàn dần. Chương trình kết thúc tại đây lưu lại nhiều kỷ niệm. Tuy nhiên, nhiều thành viên vẫn còn nhiều cảm hứng thì chuyển sang giai đoạn 4, giai đoạn đồng cảm. Tránh ồn ào và xuân khuya, nhóm cao hứng gồm du khách và cộng đồng này tìm một địa điểm mới. Thông thường mọi người di chuyển đến nhà một thành viên trong nhóm biểu diễn. Chén rượu cần mới được mở, lời mời rượu rộn rã và tiếng tâm tình thì thầm suốt đêm. Chương trình kết thúc lúc gần sáng trong nỗi niềm đớn tiếc. Hãy đến Đắk Nông và trải nghiệm một chương trình cồng chiêng hấp dẫn cùng Exotic Việt Nam.